Xin chào bạn con. Hôm nay thầy sẽ nói cho chúng ta về cái phép toán cộng trừ hai đơn thức đồng dạng trong chương trình toán lớp 8. Phần này thì nó rất là dễ thôi, nhưng mà thầy vẫn muốn làm video cho nó thật là đầy đủ để nhỡ mà có bạn nào đó không biết hoặc là nắm không chắc, chúng ta có thể tham khảo. Được không nào? Thì chúng ta nhắc lại với nhau là hai cái đơn thức đồng dạng ấy. Hai đơn thức đồng dạng. Thì cái chữ đồng dạng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó cùng phần biến, là hai đơn thức có cùng phần biến, cùng phần biến nha, đồng thời hệ số thì khác không. Nó đồng dạng mà, tức là nó cùng hình dạng với nhau, trông nó giống giống nhau. Ví dụ thì có đơn thức A là bằng 3 nhân x nhân y bình phương, rồi đơn thức B là bằng 7 nhân x nhân y bình phương. Đó, đây là hai đơn thức đồng dạng. Bởi vì nó cùng phần biến. Nó cùng phần biến. Thế bây giờ mình cộng nó với nhau thì sao? Mình lấy A cộng B thì bằng 3 nhân x nhân y bình phương cộng với 7 x nhân y bình phương. Và chúng ta hiểu rằng là gì? Cái phần x với y bình phương giống nhau này này, mình coi như nó là thừa số chung, mình nhóm nó ra ngoài, đó là x nhân y bình phương. Còn bên trong là 3 cộng với 7. Và kết quả sẽ ra là 10x nhân y bình phương. Chúng ta đã sử dụng cái tính chất là A nhân B cộng A nhân C. Thì chúng ta nhóm A ra ngoài, bên trong là B cộng C. Còn nếu trừ thì cũng như vậy thôi. AB trừ AC thì bằng A ra ngoài, bên trong là B trừ C. Đúng chưa nào? Thế bây giờ nếu mà mình lấy A trừ B thì sẽ bằng 3x y bình phương trừ 7x y bình phương. Và mình lấy 3 trừ 7, còn x y bình phương thì mình giữ nguyên. Và kết quả ra là âm 4 nhân với x y bình phương. Vậy quy tắc của mình khi mà cộng trừ đơn thức cùng dạng là gì? Đó là cái quy tắc mình phát biểu như sau. Muốn cộng trừ hai đơn thức đồng dạng. Muốn cộng trừ hai đơn thức. Hai đơn thức đồng dạng, ta giữ nguyên phần biến và cộng trừ hai hệ số với nhau. Thế thôi là ra kết quả. Đấy, đại ý là như vậy, đúng không nào? Bọn con hiểu chưa? Thì chúng ta giữ nguyên phần biến và chúng ta chỉ cộng trừ hai cái phần hệ số với nhau thôi. Sau đó chúng ta tích hai kết quả đó lại. Đây, chúng ta nhìn ví dụ cho nó dễ hiểu đi. Thầy có hai đơn thức là A với B đây. Nó đồng dạng bởi vì phần biến nó giống nhau. Thế mà muốn cộng ấy thì mình cộng hai cái hệ số với nhau. Còn phần biến thì mình giữ nguyên. Đây. Thực chất nó là tính chất phân phối ấy mà. Nó là cái tính chất này thôi chứ có gì đâu. Tính chất này thôi có gì đâu. Ai mà thành thạo ở phần lớp 6 thôi thì lên đây quá là đơn giản. Nhá. Yeah.